Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình hướng dẫn tự ôn thi CPA của tự thi.com nơi giúp các bạn học đơn giản, thi hiệu quả Đã lâu rồi không có làm cái video nào về cái chương trình CPA thì trong video ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với môn kế toán và với cái chủ đề về hợp nhất báo cáo tài chính Đây là một cái chủ đề mà đề thi năm nào cũng có, ít nhất là trong các cái năm gần đây Và nội dung video ngày hôm nay thì sẽ là phần đầu tiên của cái chủ đề này đó là nguyên tắc chung về hợp nhất báo cáo tài chính Nội dung của video này thì sẽ giúp các bạn có thể trả lời được các câu hỏi lý thuyết về chủ đề này cũng như là hiểu được bản chất của các cái kỹ thuật hợp nhất mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở các cái video sau. Cụ thể thì trong nội dung video ngày hôm nay mình sẽ đi làm rõ ba cái nội dung. Thứ nhất là báo cáo tài chính hợp nhất là gì hay là tại sao phải hợp nhất báo cáo tài chính. Nội dung thứ hai là cái trách nhiệm phải lập báo cáo tài chính hợp nhất thuộc về ai. Và thứ ba là các cái nguyên tắc chung khi mà hợp nhất báo cáo tài chính. Sau đây thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu các cái nội dung này nhé với cái nội dung đầu tiên đó là về báo cáo tài chính hợp nhất là gì để mà hiểu được bản chất của cái báo cáo tài chính hợp nhất là gì thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu lý do hay là cái hoàn cảnh mà dẫn đến phải lập cái báo cáo tài chính hợp nhất thì bây giờ tình huống ở đây là giả sử có hai công ty A và B trong đó thì công ty A sẽ phát sinh một trong cái ba cái loại giao dịch sau với cái công ty B thứ nhất là loại giao dịch A mua cổ phần của B. Thứ hai là loại giao dịch A mua tất cả tài sản thuần và gánh chịu các cái khoản nợ của B. Và loại giao dịch thứ ba đó là A mua một số tài sản thuần của B để cùng hình thành nên một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh. Khi đó thì chúng ta sẽ nói rằng A và B có giao dịch hợp nhất kinh doanh với nhau. Trong đó A sẽ là bên mua, còn B sẽ là bên bị mua để mà thanh toán cho các cái giao dịch hợp nhất kinh doanh này thì a có thể sẽ thanh toán bằng cách là phát hành công cụ vốn này hoặc là thanh toán bằng tiền này hoặc là các cái khoản tương đương tiền hoặc là chuyển giao tài sản khác hoặc là kết hợp tất cả các hình thức này mục đích là để thanh toán cho cái giao dịch với bên bị mua và kết quả của phần lớn các cái trường hợp hợp nhất kinh doanh này là cái doanh nghiệp nữa cái bên mua sẽ nắm được cái quyền kiểm soát đối với cái bên bị mua cái quyền kiểm soát ở đây nó được thể hiện là cái quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của bên bị mua để nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các cái hoạt động của công ty này. Thì ở các cái video về sau mình sẽ giải thích sâu hơn về cái nội dung của quyền kiểm soát. Tuy nhiên ở trong video này thì chúng ta tạm dừng ở cái khái niệm này đã. Và khi mà cái bên mua nó có quyền kiểm soát cái bên bị mua thì khi đó bên mua sẽ trở thành công ty mẹ và bên bị mua sẽ trở thành công ty con. Và cái thuật ngữ để chỉ cái tập hợp của bên mua và bên bị mua sẽ được gọi là tập đoàn. Như vậy thì từ góc độ của các nhà đầu tư, người ta không chỉ quan tâm đến cái tình hình của mỗi bên mua hay là của mỗi bên bị mua, tức là không chỉ quan tâm đến tình hình của bên công ty mẹ và bên công ty con mà người ta còn quan tâm đến cái tình hình chung của tổng hợp giữa bên công ty mẹ và công ty con hay là cách khác là cái tình hình cụ thể của tập đoàn đúng không ạ? Và đấy chính là lý do tại sao mà chúng ta phải lập cái báo cáo tài chính cho tập đoàn. Và cái báo cáo tài chính cho tập đoàn nó sẽ được gọi là cái báo cáo tài chính hợp nhất. Cụ thể thì báo cáo tài chính hợp nhất nó là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Và cái báo cáo này nó sẽ được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định. Với cái khái niệm này thì một cái bộ báo cáo tài chính hợp nhất nó sẽ bao gồm các thành phần sau. Thứ nhất là báo cân đối kế toán hợp nhất. Thứ hai là báo cáo kết quả động kinh doanh hợp nhất. Thứ ba là báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và thứ tư là bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Mình lưu ý một chút là không phải cái giao dịch hợp nhất kinh doanh nào cũng dẫn đến cái mối quan hệ mẹ con nhé. Cũng sẽ có cái trường hợp hợp nhất kinh doanh nhưng mà không dẫn đến cái mối quan hệ mẹ con. Chẳng hạn như là cái hợp nhất kinh doanh mà liên quan cái việc mua tài sản thuần của một doanh nghiệp mà không phải là mua cổ phần của doanh nghiệp đó thì khi đó cái hình thức hợp nhất kinh doanh này nó không dẫn đến cái mối quan hệ mẹ con và dẫn đến là cái bên bị mua sẽ không cần phải hợp nhất vào báo cáo của bên mua trong cái trường hợp này. Thì như vậy là chúng ta đã biết được cái báo cáo tài chính hợp nhất là gì rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy chuyển sang cái nội dung tiếp theo đó là cái trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất nó sẽ thuộc về ai? Thì theo cái quy định tại điều 5 của thông tư 202 thì khi mà kết thúc kỳ kế toán thì công ty mẹ sẽ có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất của cả tập đoàn. Cái này thì đương nhiên rồi đúng không? Bởi vì một tập đoàn thì có thể có nhiều công ty con nhưng mà chắc chắn là chỉ có một công ty mẹ. Công ty mẹ mới là bên có quyền kiểm soát hoạt động của tất cả các công ty con, chứ công ty con thì không có quyền kiểm soát hoạt động của công ty mẹ. Do vậy như kiểu đây là quyền lợi đi liền với nghĩa vụ ấy, anh có quyền kiểm soát thì anh phải có nghĩa vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng ta cứ hiểu như vậy cho đơn giản. Tuy nhiên cũng có cái trường hợp mà công ty mẹ không cần lập báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên cái điều kiện xảy ra thì nó khá là hẹp, tức là ít khả năng xảy ra. Bởi vì là để mà không cần lập báo cáo tài chính hợp nhất thì công ty mẹ phải thỏa mãn 6 cái điều kiện sau. Đây là 6 điều kiện cần phải thỏa mãn cùng lúc nhé. Thứ nhất đó là công ty mẹ không phải là đơn vị có lợi ích công chúng. Thì ví dụ về cái đơn vị có lợi ích công chúng nó là các cái tổ chức niêm yết hay tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng như là công ty chứng khoán này, công ty đầu tư chứng khoán này, quỹ và các công ty quản lý quỹ hay là các công ty bảo hiểm. Tức là cái hoạt động của chúng có tính chất và quy mô liên quan đến lợi ích của công chúng đó thì đấy là cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đó là công ty mẹ không phải là thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Điều kiện thứ ba là công ty mẹ đồng thời là công ty con bị sở hữu bởi một công ty khác và việc không lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ thì đã đạt được sự đồng thuận của các cái cổ đông, kể cả cổ đông không có quyền bỏ phiếu. Điều kiện thứ tư đó là các cái công cụ vốn ví dụ như cổ phiếu hoặc là công cụ nợ ví dụ như là vay hay là trái phiếu của công ty mẹ thì không được giao dịch trên thị trường. Điều kiện thứ năm đó là công ty mẹ thì không lập hồ sơ hoặc không trong quá trình nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền xin phép phát hành các cái loại công cụ tài chính ra công chúng. Điều kiện cuối cùng, điều kiện thứ sáu đó là công ty sở hữu công ty mẹ thì lập báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích công bố thông tin ra công chúng phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. Thì nghĩa là ngoài năm cái điều kiện liên quan đến bản thân công ty mẹ ra thì cái điều kiện thứ sáu lại liên quan đến cái công ty sở hữu công ty mẹ phải lập báo cáo tài chính hợp nhất cho mục đích công bố thông tin cho công chúng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam còn nếu như cái công ty sở hữu công ty mẹ mà không lập báo cáo tài chính hợp nhất theo cái chuẩn mực kế toán Việt Nam thì khi đó nghĩa là công ty mẹ vẫn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất đúng không ạ thì đó là vì cái trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp nhất bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần nội dung thứ ba cũng là phần nội dung cuối cùng trong video này đó là chín nguyên tắc chung khi hợp nhất báo cáo tài chính chúng ta cần nhớ thật ra thì theo quy định tại thông tư thì sẽ có mười mấy cái nguyên tắc cơ nhưng mà có một số các nguyên tắc nó liên quan chi tiết đến quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất do vậy mình tách ra mình để vào video sau mình chỉ đưa ra đây chín các nguyên tắc chung mà liên quan đến cái tổng thể của việc lập báo cáo tài chính hợp nhất thôi nguyên tắc đầu tiên Công ty mẹ khi mà lập báo cáo tài chính hợp nhất thì phải hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các công ty con do công ty mẹ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, trừ các trường hợp đặc biệt. Vậy trường hợp đặc biệt nào thì công ty mẹ có thể loại trừ báo cáo tài chính riêng của công ty con khỏi báo cáo tài chính hợp nhất? Thì bao gồm hai trường hợp đặc biệt. Thứ nhất là khi mà quyền kiểm soát của công ty mẹ ở công ty con chỉ là tạm thời bởi vì công ty con này chỉ được mua và nắm giữ cho mục đích bán lại trong thời gian không quá 12 tháng. Trường hợp đặc biệt thứ hai đó là khi Hoạt động của công ty con bị hạn chế trong thời gian trên 12 tháng và điều này ảnh hưởng đáng kể tới khả năng chuyển vốn cho công ty mẹ. Cái trường hợp thứ hai này thì thực ra mình cũng chưa có gặp trong thực tế, tuy nhiên là đã là quy định thì chúng ta cứ ghi nhớ. Mặc dù có cái quy định về trường hợp đặc biệt này nhưng mà nếu như công ty con mà rơi vào hai cái trường hợp sau thì công ty mẹ vẫn không được phép loại trừ công ty con khỏi bằng các tác hợp nhất đó là khi mà công ty con có cái hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của công ty mẹ và các cái công ty con khác trong tập đoàn hoặc là khi công ty con là thuộc các trường hợp như quỹ tính thác quỹ tương hỗ quỹ đầu tư mạo hiểm ở trong văn bản của chúng ta thì nó không có lý giải tại sao lại như vậy nhưng mà theo như mình hiểu ấy, thì trong hai cái trường hợp công ty con ví dụ như có hoạt động kinh doanh khác biệt hay là thuộc các trường hợp quỹ đầu tư mạo hiểm các thứ thì cái việc mà không bao gồm công ty con trong báo cáo tài chính hợp nhất nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cái nhìn của người đọc, cái người dùng báo cáo tài chính. Đối với cái tình hình tài chính của tập đoàn, do vậy nên là công ty mẹ mới không được phép loại trừ các công ty con như vậy khỏi báo cáo tài chính hợp nhất. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất, chúng ta sang cái nguyên tắc chung thứ hai đó là báo cáo tài chính hợp nhất thì phải được lập và trình bày theo các cái nguyên tắc kế toán tương tự như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp độc lập. Như vậy nghĩa là khi chúng ta lập báo cáo tài chính hợp nhất nghe thì có vẻ cao siêu khó khăn nhưng thực chất vẫn là chúng ta lập tuân theo cái chuẩn mực kế toán Việt Nam về trình bày báo cáo tài chính và các cái quy định hướng dẫn thôi. Chứ không phải là với báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp thì chúng ta áp dụng một cái hệ thống nguyên tắc chuẩn mực kế toán còn với báo cáo tài chính hợp nhất thì chúng ta áp dụng một cái hệ thống chuẩn mực nguyên tắc kế toán khác thì không phải như vậy. Nguyên tắc thứ ba đó là báo cáo tài chính hợp nhất thì phải được lập trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn bộ tập đoàn. Như vậy nếu như trường hợp các công ty con mà họ sử dụng các cái chính sách kế toán khác với chính sách kế toán áp dụng thống nhất trong tập đoàn thì như thế nào? Vậy thì khi đó cái báo cáo tài chính của công ty con mà được sử dụng cho việc hợp nhất của tập đoàn ấy sẽ phải được điều chỉnh lại theo chính sách chung của tập đoàn trước khi thực hiện hợp nhất. Ở đây các bạn đừng nhầm giữa chính sách kế toán với ước tính kế toán nhé. Chính sách kế toán thì ví dụ như là cái phương pháp tính giá hàng tồn kho chẳng hạn như công ty mẹ thì có cái chính sách áp dụng tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền đi thì cái hoạt động công ty con giống với hoạt động của công ty mẹ nhưng mà lại áp dụng cái phương pháp tính giá hàng tồn kho khác ví dụ như là đích danh thì khi đó ở trước khi mà sử dụng cái báo cáo tài chính riêng của công ty con để hợp nhất vào báo cáo tài chính của tập đoàn thì sẽ phải thực hiện nhiều chỉnh lại báo cáo tài chính của công ty con sử dụng cái phương pháp tính giá của công ty mẹ tức là phương pháp bình quân gia quyền để mà ra đồng cái báo cáo tài chính theo cái chính sách kế toán thống nhất cho cả tập đoàn sau đó mới sử dụng cái báo cáo tài chính đó để mà hợp nhất chính vì cái nguyên tắc này nên làm khi mà chúng ta áp dụng cái quy trình hợp nhất báo cáo tài chính ấy thì sẽ có một cái bước đó là phải điều chỉnh lại cái báo cáo tài chính riêng của công ty con trước khi hợp nhất thì trong đó nó sẽ bao gồm là điều chỉnh các cái sự khác biệt về chính sách kế toán này thì đó là cái nguyên tắc thứ ba chúng ta hãy sang cái nguyên tắc thứ tư báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính của công ty con sử dụng để hợp nhất sẽ phải được lập cho cùng một kỳ kế toán thông thường thì cái kỳ kết thúc của chúng ta là 31 tháng 12 đúng không nhưng nếu như mà ở công ty con lại có cái ngày kết thúc kỳ kế toán là 30 tháng 6 thì sao? Thì khi mà có cái sự khác nhau trong cái ngày kết thúc kỳ kế toán như vậy Thì công ty con sẽ phải lập thêm một cái báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất Có kỳ kế toán trùng với kỳ kế toán của công ty mẹ Tức là phải lập thêm cái báo cáo tài chính khác cho cái năm tài chính kết thúc vào 31 tháng 12 Nếu như mà cái điều này không thể thực hiện được thì khi đó Cái báo cáo tài chính được lập có thể sử dụng được với điều kiện là cái thời gian tranh lệch đó không vượt quá 3 tháng như vậy nếu như cái ngày kết thúc kỳ kế toán của công ty mẹ là 31 tháng 12 thì khi đó cái ngày kết thúc kỳ kế toán tối đa của công ty con cho cái báo cáo tài chính có thể sử dụng được trong việc hợp nhất sẽ là 31 tháng 3 đúng không ạ? Tức là không quá 3 tháng. Và khi mà sử dụng cái báo cáo kiểu như vậy thì sẽ phải thực hiện các cái bút toán điều chỉnh cho những cái giao dịch và sự kiện quan trọng đã xảy ra giữa cái ngày kết thúc kỳ kế toán của công ty con và cái ngày kết thúc kỳ kế toán của tập đoàn. Tức là nếu sử dụng cái báo cáo của công ty con là kết thúc vào 31 tháng 3 và công ty mẹ là 31 tháng 12 thì khi đó phải thực hiện điều chỉnh cho ảnh hưởng của những cái giao dịch và sự kiện quan trọng xảy ra trong cái giai đoạn từ 31 tháng 12 cho đến 31 tháng 3 được chưa ạ? Thì đây là cái nguyên tắc thứ tư, chúng ta sang nguyên tắc thứ năm đó là cái kết quả hoạt động kinh doanh của công ty con thì phải được đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày công ty mẹ nắm quyền kiểm soát công ty con và phải chấm dứt vào ngày công ty mẹ thực sự chấm dứt quyền kiểm soát ở công ty con. Đây là một cái nguyên tắc rất là quan trọng Ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta hợp nhất mà có tài chính như nào Tức là tình huống đẹp nhất là khi mà công ty mẹ Nắm quyền kiểm soát công ty con luôn vào ngày đầu năm tài chính Ví dụ như là ngày 1 tháng 1 năm 2019 đi Thì khi đó toàn bộ cái kết quả lập kinh doanh năm 2019 của công ty con sẽ được tính vào Cái báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2019 của tập đoàn rồi đúng không? Không có gì phải lăn tăn cả, đấy là trường hợp đẹp nhất Tuy nhiên là thực tế thì nó không được đẹp như vậy Ví dụ như công ty mẹ lại nắm quyền kiểm soát công ty con vào ngày 1 tháng 4 năm 2019 thì sao? Thì khi đó cái kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 của công ty con sẽ được đưa vào cái báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của tập đoàn như thế nào? Thì câu trả lời là phải tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 thôi. Ví dụ như là doanh thu năm 2019 của công ty con là 12 tỷ. Mỗi tháng 1 tỷ thì khi đó chỉ có doanh thu từ mùng 1 tháng 4 năm 2019 cho đến 31 tháng 12 năm 2019 là được tính vào cái doanh thu trên cái báo cáo tài chính hợp nhất mà thôi, tức là 9 tỷ. Chứ không được phép tính cả 12 tỷ bởi vì mùng 1 tháng 4 công ty mẹ mới nắm quyền kiểm soát công ty con mà. Thì cái nguyên tắc này tạm thời chúng ta cứ nhớ đã. Khi mà đi vào cái quá trình hợp nhất báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái nguyên tắc này hơn. Cái nguyên tắc thứ 6 đó là trường hợp mà công ty mẹ có các cái công ty con lập báo cáo tài chính bằng đồng tiền khác với đồng tiền báo cáo của công ty mẹ thì trước khi hợp nhất báo cáo tài chính, công ty mẹ phải chuyển đổi toàn bộ báo cáo tài chính của các cái công ty con này sang đồng tiền báo cáo của công ty mẹ theo quy định. Trường hợp này thì thường gặp khi mà một công ty mẹ có công ty con ở nước ngoài, bởi vì là công ty con ở nước ngoài nên họ sẽ dùng sử dụng cái đồng tiền khác với đồng tiền Việt Nam để mà lập báo cáo tài chính đúng không? Ví dụ như công ty con ở Mỹ đi. Thì khi đó công ty mẹ ngoài việc điều chỉnh báo cáo của cái công ty con này theo các cái chính sách kế toán của công ty mẹ ra thì còn phải điều chỉnh cả cái đồng tiền hạch toán nữa còn điều chỉnh như thế nào thì trong quy định chúng ta sẽ có các hướng dẫn cụ thể còn bây giờ chúng ta cứ nhớ cái nguyên tắc như vậy đã nguyên tắc thứ bảy là cái phần sở hữu của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong giá trị tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua sẽ phải được trình bày theo giá trị hợp lý như vậy với cái nguyên tắc này thì chúng ta thấy có một số các cái khái niệm, các cái thuật ngữ mà chúng ta thấy là mới đúng không? Đầu tiên đó là cổ đông không kiểm soát. Thì cái này hiểu đơn giản là một công ty mẹ thì không phải lúc nào là cũng sở hữu 100% công ty con. Ví dụ như công ty mẹ chỉ sở hữu 70% công ty con thôi, vậy thì 30% còn lại thuộc về ai? Thì đó là thuộc về các cái cổ đông không kiểm soát. Được chưa ạ? Tóm lại là cổ đông không kiểm soát nó chỉ là những cái bên nhà đầu tư mà nó không có quyền kiểm soát công ty con. Như trong ví dụ vừa rồi thì là những cái cổ đông mà kiểm soát 30% còn lại của công ty con đó thì được gọi là cổ đông không kiểm soát. Cái thuật ngữ này lúc trước khi mà có cái thông tư 202 này thì chúng ta vẫn gọi là cổ đông thiểu số. Nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là cổ đông không kiểm soát thì nó đúng với cái bản chất hơn. Cái thuật ngữ, cái khái niệm thứ hai mà cái nguyên tắc này nó đề cập đến đó là tài sản thuần. Thì cái tài sản thuần này bạn nào mà đã học đến cái phần định giá doanh nghiệp á, thì các bạn sẽ biết được rằng cái giá trị của doanh nghiệp thì sẽ được có thể được định giá theo cái phương pháp là giá trị tài sản thuần đúng không? Nói một cách đơn giản nhất thì cái giá trị tài sản thuần của một doanh nghiệp nó sẽ được tính bằng tổng giá trị tài sản mà trừ đi giá trị của các cái khoản nợ phải trả. Thì theo cái nguyên tắc này, cái giá trị tài sản thuần của công ty con sẽ phải được xác định bằng giá trị hợp lý khi mà đưa vào các tiêu chính hợp nhất. Ví dụ là cái giá trị ghi sổ, giá trị tài sản thuần của công ty con mà theo cái giá trị ghi sổ ấy là 100 tỷ nhưng mà xác định theo giá trị hợp lý là 120 tỷ thì khi đó phải hợp nhất trên cái giá trị là 120 tỷ chứ không phải giá trị là 100 tỷ. Thì cái tranh lệch giữa giá trị hợp lý với giá trị ghi sổ nó có thể là do định giá tài sản. Đặc biệt là bất động sản chẳng hạn, đúng không? Bất động sản trên giá trị ghi sổ chỉ ghi giá trị là 20 tỷ nhưng mà định giá theo giá trị thị trường là 30 tỷ chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến cái sự tranh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con đúng không ạ? Thì khi đó cái giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con này nó sẽ được hợp nhất bằng cách là phân bổ theo cái tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ và các cái cổ đông không kiểm soát. Chính vì cái nguyên tắc này mà trong cái trình tự các cái bước hợp nhất bao giờ chúng ta cũng có một cái bước là điều chỉnh cái giá trị của tài sản thuần của công ty con theo giá trị hợp lý trước khi hợp nhất. Thì khi mà đi vào cụ thể thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Cái nguyên tắc thứ 8 ở đây đó là nếu có tranh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của tài sản thuần của công ty con tại nhà mua thì khi đó công ty mẹ sẽ phải ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ cái giao dịch hợp nhất kinh doanh này. Như trong cái ví dụ vừa rồi mình nói là công ty con có cái bất động sản trị giá là 20 tỷ theo giá trị ghi sổ nhưng mà giá trị hợp lý là 30 tỷ thì khi đó phải ghi nhận và bỏ cáo tài chính hợp nhất theo giá trị là 30 tỷ đúng không? Thì trong cái trường hợp như vậy cái khoản mục tài sản này nó sẽ có cái cơ sở kế toán tại cái ngày hợp nhất kinh doanh là 30 tỷ tức là theo cái số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất nhưng mà cái cơ sở thuế của nó sẽ lại dựa trên cái báo cáo tài chính riêng của công ty con và do vậy nó chỉ có cái giá trị cái cơ sở tính thuế ở đây chỉ là 20 tỷ thôi như vậy sẽ có cái tranh lệch giữa cái cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán đúng không vì đây là khoản mục tài sản lại có cái cơ sở kế toán là 30 tỷ tức là lớn hơn cơ sở tính thuế. Do vậy sẽ phát sinh cái thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả và công ty mẹ sẽ phải ghi nhận cái thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả này trên báo cáo tài chính thống nhất. Các bạn cứ ghi nhớ cái nguyên tắc này rồi sau đó khi mà đi vào từng cái bước thống nhất thì mình sẽ giải thích chi tiết. Chúng ta sang cái nguyên tắc thứ 9 đó là chênh lệch giữa giá phí khoản đầu tư và giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty con tại ngày mua do công ty mẹ nắm giữ sẽ được ghi nhận là lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ. ở đây thì chúng ta thấy xuất hiện số khái niệm mới đầu tiên là khái niệm giá phí khoản đầu tư thì chúng ta cứ hiểu đơn giản nó là giá trị hợp lý của các khoản mà bên mua hay là công ty mẹ phải bỏ ra để mà đổi lấy cái quyền sở hữu công ty con, cái quyền kiểm soát công ty con. được chưa ạ? thì khi mà cái giá phí của khoản đầu tư mà công ty mẹ bỏ ra nó lớn hơn cái giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con do công ty mẹ nắm giữ thì cái phần tranh lệch sẽ được ghi nhận là lợi thế thương mại tất nhiên là ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất nhé còn nếu như mà khi cái giá phí của khoản đầu tư này nó nhỏ hơn cái giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con do công ty mẹ nắm giữ thì cái tranh lệch sẽ được ghi nhận là lãi từ giao dịch mua rẻ tất nhiên là cũng ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất cái này thì nghe thì hơi phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản thôi ví dụ như là bạn bỏ ra 100 đồng để bạn mua một cái món hàng có giá trị là 150 đồng thì rõ ràng là bạn đang được mua rẻ đúng không? Do vậy bạn phải được ghi bạn phải ghi nhận cái tranh lệch ở đây là lãi từ giao dịch mua rẻ. Còn khi mà bạn phải bỏ ra 150 đồng chỉ để mua một cái món hàng trị giá là 100 đồng. Có thể là vì bạn kỳ vọng rằng cái món hàng đó nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn trong tương lai. Thì khi đó cái tranh lệch giữa cái giá của bạn bỏ ra với cái giá trị hiện tại của cái tài sản bạn nhận được nó sẽ gọi là lợi thế thương mại. Chúng ta cứ hình dung như vậy cho nó dễ nhớ. Nhân tiện nói đến cái phần dễ nhớ thì mình có nhận được một số email của các bạn hỏi về việc là tại sao các bạn cứ học trước quên sau, cứ đọc một lúc xong thì lúc sau quay lại lại như mới thì mình xin nói rằng đấy là chuyện hết sức bình thường ai cũng gặp phải. Lúc trước mình có xem một cái bài báo họ viết rằng là các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu rằng là sau khi mà chúng ta đọc một cái thông tin thì trong vòng 48 giờ chúng ta sẽ quên đến 80 đến 90% một các nội dung chúng ta đã đọc. Cho nên việc các bạn quên cũng là hết sức bình thường Vậy thì làm thế nào để mà khắc phục cái tình trạng đó Thì một trong các cái cách mà cái bài báo đó nó đề ra đó là Khi mà các bạn học, đọc một cái nội dung, một cái thông tin nào đó Thì để mà ghi nhớ các bạn hãy cố gắng đặt thật nhiều câu hỏi về cái nội dung đó Hãy cố gắng đặt thật nhiều câu hỏi Ngay cả khi các bạn không thể trả lời được câu hỏi đó Thì nó cũng giúp các bạn ghi nhớ cái thông tin các bạn đã đọc vào trong bộ não của mình Để cái bộ não của chúng ta nó biết được rằng à đây là thông tin quan trọng Đừng có mà quên kiểu như vậy Vậy thì khi mà các bạn muốn ghi nhớ các cái nguyên tắc mà mình đã giải thích trong cái video này thì các bạn cũng hãy tự đặt ra các cái câu hỏi liên quan đến các cái nguyên tắc mình đã trình bày xem là có cái chỗ nào còn chưa rõ hay không hay là cái nguyên tắc này sẽ ảnh hưởng như nào đến cái việc mà hợp nhất vào có tài chính chẳng hạn các bạn có thể tự trả lời hoặc có thể để lại ở phần bình luận thì mình sẽ trả lời nếu như mình đủ khả năng và kiến thức để trả lời câu hỏi của các bạn ở trong cái video tiếp theo thì mình sẽ đi trình bày cái phần thứ hai của cái chủ đề hợp nhất báo cáo tài chính đó là về cái trình tự chung để hợp nhất báo cáo tài chính mình sẽ đi giải thích các cái kỹ thuật sẽ được áp dụng tại từng bước trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết cách thức thực hiện cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ bọn mình tiếp tục ra các video chất lượng hơn nhé chúc các bạn học đơn giản thi hiệu quả